Nếu như nhiều năm về trước, khi nhắc đến những cầu thủ châu Á thi đấu nổi bật tại trời Âu, người hâm mộ chỉ nhớ đến những cái tên như Chabumkun, Park Ji-sung, Shinji Kagawa, thì những năm gần đây, chúng ta lại nhắc đến nhiều hơn những cái tên như Son Heung-min, Takumi Minamino hay mới nhất là Kaoru Mitoma. Trong những tên tuổi trên, nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại có lẽ là Son Heung-min và Kaoru Mitoma, một người đã khẳng định được bản thân, giá trị của mình sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao và một người đang từng bước khẳng định tên tuổi của mình qua những màn thể hiện chói sáng tại giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới, Premier League. Những năm gần đây, Son Heung-min không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá thế giới. Anh được xem là một trong những cầu thủ châu Á thành công nhất tại thời điểm hiện tại và là cầu thủ châu Á đắt giá nhất lịch sử khi chuyển đến Tottenham với mức giá 22 triệu bảng. Sau 13 năm thi đấu tại châu Âu, Son đã ra sân hơn 400 trận đấu và có cho mình gần 150 bàn thắng. Tính riêng tại Premier League, anh đã có gần 270 trận đấu với hơn 100 bàn thắng và giành được danh hiệu vua phá lưới mùa giải 2021-2022. Bên cạnh đó, anh còn là cầu thủ châu Á đầu tiên nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League, cũng như được Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh bình chọn vào đội hình tiêu biểu của năm ở mùa giải 2020-2021. Ngoài ra, với những gì đã thể hiện, Son hiện đang là tân đội trưởng của Tottenham trong mùa giải 2023-2024. Điều này hoàn toàn xứng đáng với những đóng góp của anh cho gà trống trong nhiều mùa giải vừa qua. Nhìn chung, những gì mà Son làm được tại Premier League đơn giản là phi thường và anh ấy đang chứng minh cho người hâm mộ bóng đá thế giới thấy rằng mình là một tiền đạo đẳng cấp thế giới và những gì anh làm được hoàn toàn vượt trội so với nhiều cầu thủ châu Âu thi đấu tại giải đấu này. Có thể nhận xét rằng Son đã và đang khẳng định lại khái niệm về năng lực thực sự của cầu thủ châu Á trong mắt báo giới, người hâm mộ và các đội bóng châu Âu ở thời điểm hiện tại. Còn trong hai mùa giải Premier League gần nhất, có thêm một cái tên châu Á nữa được nhắc đến khá nhiều, đó chính là Kaoru Mitoma. Với người hâm mộ bóng đá Nhật Bản nói riêng và người hâm mộ bóng đá châu Á nói chung, Mitoma không phải là một cái tên quá xa lạ khi cầu thủ này thường xuyên xuất phát trong đội hình của đội tuyển Nhật Bản tham dự các giải đấu châu lục cũng như World Cup. Anh từng đối đầu với những Quế Ngọc Hải, Thanh Bình, Văn Thanh, Quang Hải trong trận đấu tại vòng loại 3 World Cup 2022 hơn một năm trước. Ở thời điểm đó, anh thậm chí không được đánh giá cao bằng Minamino, Ito hay Kubo. Nhưng chỉ sau một năm, Mitoma đang ngày càng phát triển và được dự đoán sẽ là cái tên tiếp theo của Brighton có khả năng đạt mức chuyển nhượng 100 triệu bảng. Và anh cũng đang là cầu thủ Nhật Bản thi đấu thành công nhất tại giải đấu của xứ sở sương mù. Khác với hành trình của những cầu thủ châu Á khác, đó là họ xây dựng tên tuổi từ Bundesliga, sau đó chuyển sang các đội bóng lớn tại các giải đấu như Premier League hay Serie A. Mitoma có một hành trình tương đối khác biệt khi anh bắt đầu tạo dựng tên tuổi của mình ở đội bóng của Đại học Tsukuba, sau đó gia nhập Kawasaki Frontale, câu lạc bộ hàng đầu J-League 1. Và tại đây, anh nhanh chóng khẳng định mình và chuyển đến Brighton với thành tích 21 bàn thắng sau 50 trận đấu. Gia nhập Brighton vào năm 2021, nhưng sau một năm được đem cho mượn tại Union SG, Mitoma mới có trận đấu đầu tiên cho mộng biển vào ngày 13 tháng 8 năm 2022. Sau hơn một năm thi đấu tại Premier League, Mitoma đang dần khẳng định mình với 11 bàn thắng, 8 kiến tạo sau 36 trận đấu và trở thành cầu thủ Nhật Bản ghi nhiều bàn thắng nhất tại Premier League. Nhận xét về Mitoma, huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ, Mitoma đang được thi đấu và phát triển đúng nơi cùng với huấn luyện viên thực sự phù hợp. Mùa giải vừa rồi của cậu ấy thực sự đáng kinh ngạc. Có thể nhận xét rằng Mitoma đang từng bước khẳng định bản thân tại giải đấu hàng đầu châu Âu và anh có thể sẽ là cầu thủ châu Á tiếp theo tạo nên lịch sử tại lục địa già. Nhìn chung, với những thành công mà Son và Mitoma đạt được, họ đang dần khẳng định giá trị của cầu thủ châu Á tại xứ sở sương mù nói riêng và châu Âu nói chung. Và đây là một tín hiệu đáng mừng với nền bóng đá châu Á khi mà các cầu thủ da vàng đang ngày càng thi đấu nổi bật và ghi dấu ấn của mình lên các giải đấu tại trời Âu. Việc này đang khẳng định rằng khoảng cách về trình độ của các cầu thủ châu Á so với cầu thủ châu Âu đang ngày càng thu hẹp. Điều này chắc chắn sẽ đem đến niềm tin và cái nhìn khác về cầu thủ châu Á trong mắt của những đội bóng và huấn luyện viên tại lục địa già.